Tự nhiên tôi cảm thấy tôi nhớ về gia đình tôi quá, nhớ vợ con tôi. Xù nha má. Trời ơi, tự nhiên bữa nay đòi làm đàn ông ngang xương như bà nội. Bà làm như có một mình bà có lỗi không bằng. Còn tụi tôi thì sao? Bà cũng có đứa con. Còn tụi tôi đây nè. Tụi tôi á, chỉ biết nguyện cầu hạnh đêm cho ba mẹ mình sống khỏe, gia đình mình yên ấm. Tụi tôi vui. Sao tự nhiên bà cầm cánh tay tôi vậy? Tôi lộn, tôi cầm tay tôi. Mà nói tự nhiên cái câu chuyện của bà, cái tự nhiên nó làm tôi ướt, tôi xúc động quá. Tao bay mày đâu đó mày. Sau này em có vợ, em nên thương anh. Anh sẽ cố gắng giúp lại. Chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì từ từ bình tĩnh. Chú Hoàng, tôi thương chú. Nhưng mà cái con đó nó khốn nạn với tôi. Chú kêu con đó đi ra nói chuyện với tôi rõ ràng. Tối nay á, ngủ hình trước. Ở giờ này nó còn sống, nó chạy đi la làng la sớm. Tự nhiên bà nhắc nó làm chi vậy? Chị hai, dán lấy lời công bằng cho em. Nó cứ đợi em lâu lắm rồi đó. Đọc lên coi. Bà ơi, sao vậy? Đọc coi. Tôi biết chữ. Trời đất ơi, bà làm tôi có dịp đó. Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn gì đó. Con xong rồi anh muốn đi đâu thì đi.